Ba ngày sau, sau núi nhà họ Tiêu, có người đi đến sau núi nhà họ Tiêu, là Tiêu Lập. Phụ thân vừa khởi động thần thức là đã truyền con tới trước mặt rồi. Rất lợi hại, việc ở núi Thanh Vân xuất hiện trọng bảo, đã truyền tới Thanh Lam Tông. Thanh Lam Tông trực tiếp phái ra 12 vị tiên nhân phong tỏa cả núi Thanh Vân rồi. Hơn nữa cháu trai của tất cả các gia tộc đi vào núi tầm bảo, đều bị Thanh Lam Tông bắt giữ, dùng hình tra khảo, cuối cùng thì diệt khẩu. Thanh Lam Tông tự mình khoe khoang khắp nơi rằng mình là danh môn chính phái trong ngàn dặm. Nhưng không ngờ rằng Thanh Lam Tông này lại chỉ vì thiên tài địa bảo ở núi Thanh Vân mà lại trực tiếp chém giết phàm phu tục tử. Do việc từ hôn của Tiêu Hòa Hòa trước đây thì con cũng phải hiểu một chút về Thanh Lam Tông rồi chứ. Bây giờ chủ trương nhà họ Tiêu chúng ta là giấu nghề, nhân khẩu đông đúc lên. Chỉ cần trong gia tộc cháu chắt có linh căn càng ngày càng nhiều, tương lai thực lực của nhà họ Tiêu chúng ta ngày càng phát triển. Bằng không thì cũng là uổng phí công. Phụ thân anh Minh, con đã hiểu rồi ạ. Nhi tử cáo lui, sau nửa năm, tinh, chúc mừng ký chủ cháu chắt số lượng đạt tới 400 người. Phát động lựa chọn, mời lựa chọn. Lựa chọn 1, người không vì mình trời chu đất diệt, người im ỉm mà xâm nhập vào núi Thanh Vân tầm bảo, đạt được phần thưởng, một linh mạch trung phẩm. Lựa chọn 2, ổn định phát triển, không tranh với đời, người quyết định không mạo hiểm một tí nào, đạt được phần thưởng, một linh mạch hạ phẩm. Lại bắt ta đi núi Thanh Vân tầm bảo, điều này quá nguy hiểm rồi, không phù hợp với ta. Bây giờ toàn bộ núi Thanh Vân đã bị Thanh Lam Tông bao vây, nhưng khoảng thời gian này bọn họ mãi mà không tìm được bảo vật gì cả. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, vẫn là ổn định thì tốt hơn. Ta lấy lựa chọn thứ hai, chỉ cần ổn định phát triển để nhà họ Tiêu nhân khẩu đông đúc hơn, đó mới là mục đích của ta. Chúc mừng ký chủ thành công lựa chọn, nhận được phần thưởng là một linh mạch hạ phẩm. Tinh, nhắc nhở từ hệ thống, chỉ cần đặt lên trên sơn mạch bình thường thì có thể hình thành linh mạch dưới đất. Đặt ở sau núi nhà họ Tiêu thành công. Địa điểm: sau núi nhà họ Tiêu. Trạng thái: phun ra linh khí nồng nặc, thiên địa linh khí nồng nặc quá, gần như thành sương mù rồi. Mượn dùng linh mạch, mau bắt đầu bế quan tu luyện thôi. Núi Thanh Vân, đều nhìn cho rõ, đây là người trộm lười trong bọn ngươi. Trưởng lão Thanh Lam Tông, Lý Huân Phong, trúc cơ tầng 4, các ngươi nhớ rõ, về sau mà còn gian lận thì đây chính là kết cục. Thiên địa linh khí nồng nặc quá. Lý trưởng lão sao vậy? Các ngươi tiếp tục trông để bọn thanh niên trai tráng của các gia tộc tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dao động linh khí cường liệt là từ sau núi nhà họ Tiêu chuyển tới. Ta đến sau núi nhà họ Tiêu để xem sao lại xuất hiện thiên địa linh khí dao động. Càng tới gần sau núi nhà họ Tiêu, thiên địa linh khí dao động càng gần. Cần phải kìm nén sự kích động trong lòng, giảm lại tốc độ, ổn định khí tức bản thân lại. Đối với người thường mà nói, ta có thể nắm quyền sinh sát, nhưng đối với việc có tu sĩ xuất hiện bất cứ lúc nào, cần thiết phải cực kỳ cẩn thận. Tinh, kiểm tra thấy Lý Huân Phong là trưởng lão Thanh Lam Tông tiến lại gần. Ai đấy? Anh hưởng, ta đang hưởng thụ linh khí hải dương. Tinh, Lý Huân Phong lại gần. Phát động công năng lựa chọn. Lựa chọn 1, trực tiếp chém giết, tích lũy được kinh nghiệm đối chiến, nhận được pháp bảo thượng đẳng bậc 3. Lựa chọn 2, kết giao bạn tốt, có bạn từ xa tới, nhận được pháp bảo thượng đẳng bậc 2. Trước tiên yên tĩnh theo dõi, không gấp mà chọn, cuối cùng cũng tới sau núi nhà họ Tiêu rồi. Tỉ mỉ kiểm tra một vòng, không phát hiện tu sĩ nào cả. Này, là linh mạch hạ phẩm, nếu tông chủ biết ta phát hiện ra linh mạch hạ phẩm, đến lúc đó vị trí đại trưởng lão sẽ ở trong tầm tay, thậm chí còn nhận được quyền được sử dụng trước linh mạch trung tâm. Tới lúc đó kỳ kim đan dễ như trở bàn tay, ta phải về Thanh Lam Tông báo cáo ngay lập tức. Đạo hữu, từ đâu mà tới? Ai, không ngờ lại có người trốn được sự dò xét của ta, không ngờ nơi tu luyện này lại có chủ, ngược lại là tại hạ đường đột rồi. Tại hạ trưởng lão của Thanh Lam Tông, Lý Huân Phong, tình cờ gặp ở đây, mời đạo hữu hiện thân gặp mặt. Thì ra là Lý đạo hữu, lão phu Thạch Hạo, đặt bừa một cái tên, chủ yếu là nhanh nhanh chóng chóng đuổi Lý Huân Phong này đi. Trốn được dò xét của ta thì chắc chắn thực lực ở trên ta, nhưng tuyệt đối không quá nhiều. Nếu thực sự là cường giả từ sớm ta đã thi cốt không còn rồi. Cái tên Thạch Hạo cực kỳ không quen, xem ra là tán tu. Vậy thì, vì trong thế giới tu tiên, xâm phạm nơi tu luyện của người khác mà không được phép thì được coi là một sự khiêu khích. Đây là điều đại kỵ, nếu đối phương mà là cường giả, căn bản sẽ không nghe ta giải thích. Chỉ cần đánh giết bất ngờ tên Thạch Hạo này, vậy linh mạch này sẽ là của ta rồi. Tới lúc đó đột phá kỳ kim đan lên làm đại trưởng lão của tông môn sẽ nằm trong tay. Tiền bối, đây là cực phẩm tẩy tùy đan của tại hạ, hôm nay vô tình đi nhầm tới nơi của tiền bối. Đây là buổi lễ, ngày nào đó nhất định phải đến Thanh Lam Tông để tại hạ hết lòng tiếp đón một phen. Người này mỗi lần nhìn thấy linh khí nồng nặc hóa thành sương mù, ánh mắt đều hiện lên sự tham lam. Không ngờ ngay lập tức gắn liền tặng buổi lễ. Không tệ, Lý đạo hữu nói đúng rồi, đúng thật chỉ là hiểu lầm. Ngày nào đó nhất định sẽ đến Thanh Lam Tông một chuyến. Ta quan sát thấy khí tức này thì tu vi chắc không cao lắm, nhưng cũng là một tu sĩ kỳ trúc cơ.
tận dụng lúc hắn không đề phòng bất ngờ đánh úp tu sĩ có tu vi cao hơn mình một chút, nhân lúc hắn đang bị thương nặng mà giết chết, không có vấn đề gì lớn. Nếu mà đã như vậy tại hạ cáo từ, dù sao ta cũng có nhiệm vụ quan trọng mà tông môn đã giao. 3 ngày sau tại hạ tới lần nữa, mời tiền bối đi đến Thanh Lam Tông làm khách. Đối với linh mạch, ta nhất định phải đạt được, cuối cùng có thể tiễn Lý Hoan Phong đi rồi. Chỉ cần ta đạt được linh mạch hạ phẩm, sau khi về tới tông môn, đại trưởng lão, Kỳ Kim Đan đều vẫy chào ta. Tinh, sắc khí đến từ Lý Hoan Phong cộng 1, mẹ kiếp, hay cho cái tên khẩu Phật tâm xà, vốn cho rằng có thể tiễn hắn đi rồi. Thanh Lam Tông này một người tốt cũng không có, ra tay trước chiếm lợi thế, Lạc Dương kiếm pháp, bất chợt có một cỗ uy lực cực kỳ hùng mạnh. Sự hoang mang khó hiểu ở trong lòng ta nói với ta rằng, nguy hiểm lập tức tới. Ngươi thế mà đánh lén, ta không ngờ hắn trực tiếp đánh lén, kiếm khí sắc bén khủng bố trực tiếp đánh nát nội tạng của ta, dù cho bây giờ không có giết chết ta, nhưng cũng không khác lắm. Mẹ kiếp, muốn giết ta, sau đó cướp linh mạch của ta đi, do ngươi muốn giết ta thì ta dĩ nhiên phải giết người rồi, cho nên người chết không oan. Ngươi, sao ngươi lại biết, ta đã giấu kỹ đến vậy rồi, thế mà vẫn bị phát hiện, tiền bối tha ta một mạng, ta bị kẻ lợi trước mắt che mờ, ta là trưởng lão của Thanh Lam Tông, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, nếu mà ngươi giết ta, Thanh Lam Tông không tha cho ngươi đâu. Tinh, sát khí đến từ Lý Hoan Phong cộng 1. Ngươi, Tây, Sơn, lại có thể. Cái thi thể nam không đầu kia trông quen mắt thế, đấy là cơ thể của ta, đến chết ta cũng không nghĩ rằng ta ngược lại bị Thạch Hạo đánh úp. Tinh, chúc mừng ký chủ chọn lựa thành công, nhận được phần thưởng, thượng đẳng pháp bảo bậc 3, càn khôn cháo, kiếp sau đừng có mà xấu trai như vậy nữa. Xem ra sau khi giết chết Lý Huân Phong, hệ thống tự nhận định ta chọn lựa chọn một, cho nên đưa ra phần thưởng của hệ thống. Càn khôn cháo này đúng thật là giúp cả nhà đi du lịch mà. Bảo bối này rất thích hợp với việc giết người giấu xác. Theo lệ cũ, lật xem kỹ túi trữ vật của Lý Huân Phong, chỉ phát hiện 10 mấy viên linh thạch, còn có vài viên đan dược kỳ trúc cơ. Đúng là quỷ nghèo. Vậy là đã hết chắc 8 của bộ truyện. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.